Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2016. Chúng ta đã biết, từ ngày 16 tháng 6 2016, Formosa đã làm cái văn bản gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để nhận lỗi và chấp nhận đền bù 11.000 tỷ. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại sự kiện biển sạch đòi chứng quyền minh bạch, thì từ những cuộc biểu 1 tháng 5 và 8 tháng 5 và sau đó nữa, nhiều cái phóng sự từ những người dân chủ trong nước đã chỉ rõ đích danh là Formosa là thủ phạm, với những cái khẩu hiệu như là Formosa cút khỏi Việt Nam, vân vân. Thế nhưng gần 3 tháng trời, không đợi tới chánh quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố nguyên nhân, mà chính thủ phạm là Formosa đã nhận lỗi. Anh nhận định về cái thái độ hèn nhát của chính quyền Cộng sản Việt Nam, đồng thời thái độ cướp công của Cộng sản Việt Nam đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. Vâng, chào anh Lê Lữ và chào tất cả quý vị thính giả. Cái vụ Formosa thải chất độc ra môi trường biển Việt Nam, tôi nghĩ là một cái lớn. Và cũng cho phép tôi trò chuyện với anh và với tất cả quý vị, cái này làm tôi liên tưởng đến cái chính quyền cộng sản, cái nhà nước cộng sản và cái Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong quá khứ. Thì tôi xin khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mà họ giành được chính quyền ấy, là họ đã cướp công, họ đã có xu hướng cướp công và xu hướng đàn áp như khủng bố những người mà có công. Họ đàn áp khủng bố những người có công để họ cướp công mà không bị mang tiếng, không bị lột mặt nạ. Thì cái chi tiết này nó gắn liền với cái ngày mà chính quyền Cộng sản Việt Nam từ Bắc bó về. Khi đó thì các vị biết là đất nước ta đang còn bị đô hộ bởi thực dân Pháp, và để giành được độc lập thì rất nhiều đảng phái và cá nhân, những trí thức, những nhà nho, những nho sĩ đã cùng với Đảng Cộng sản giành lại non sông đất nước mình, chứ không phải chỉ có Đảng Cộng sản. Lúc ấy thì có một gọi là Việt Minh, tức là liên minh của những người yêu nước, gồm có Đảng Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, những trí sĩ, những nhà nho đã tham gia đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc. Nhưng bởi vì đấy là những đảng phái, những cá nhân chủ trương ôn hòa, còn Đảng Cộng sản từ bất học thuyết của Lenin là dùng bạo lực, chính quyền từ mũi súng mà đẻ ra, cho nên Đảng Cộng sản có một lực lượng vũ trang. Và khi giành được chính quyền thì các vị đã thấy rằng chính phủ là một chính phủ của tất cả các đảng phái, chứ không riêng gì của Đảng Cộng sản. Thế nhưng bởi vì có lực lượng vũ trang, cho nên chính quyền cộng sản, cho nên những người cộng sản đã dần dần bằng mọi cái mánh khóe, bằng mọi thủ đoạn triệt tiêu dần dần những đảng phái, những cá nhân đã góp công cùng họ xây dựng cái chính quyền độc lập. Thì đấy là trong lịch sử, thì tôi nghĩ đấy là lần cướp công đầu tiên mà Đảng Cộng sản thực hiện để giành toàn bộ chính quyền. Cái mà gần đây ấy, thì nó thế này, thì anh Lê Lữ và quý vị này, chuyện này cũng nhỏ thôi nhưng cũng phải kể ra. Vào những năm 80 thì đời sống của nhân dân, toàn bộ nhân dân miền Nam ta, cả Nam phía Bắc đều rất là nghèo khổ, nhưng đặc biệt là miền Bắc. Thì có một vị bí thư tỉnh ủy ở Vĩnh Phú, ông ấy đang nghĩ rằng cần phải giải tán được các xã, trả lại ruộng đất cho người dân, và ông đã phải làm chui, tức là làm cách bí mật, làm không báo cáo với chính quyền trung ương của Đảng Cộng sản. Và cái chương trình của ông rất là thành công. Khu vực cái tỉnh ông ấy phụ trách, đã cái người nông dân đã làm ra rất là nhiều lúa gạo, và người nông dân có một cuộc sống tương đối là ổn định, đủ ăn, đủ tiêu, và có cái lúa làm thương hiệu để giúp đỡ những cái tỉnh lân cận. Thì chuyện lộ ra
thì ông ta bị chính quyền trung ương cho là không làm đúng đường lối chính sách của đảng, ông ta bị cách chức và ông ta bị quản chế tại gia. Sau này khi già, ông ta chết trong một sự im lặng, lặng lẽ và nghèo đói. Thế nhưng mà hành xử của chính quyền cộng sản trung ương đối với ông như thế, nhưng mà họ lại làm theo ông ấy. Và khi mà giải thể cái hợp tác xã, chia tất cả ruộng đất cho người dân, thì lương thực, thực phẩm của người dân Việt Nam mình tăng lên đủ no và có cái lượng nhất định để xuất khẩu bây giờ, thì chính quyền cộng sản họ lại nhận rằng đấy là cái công lao của họ. Những người mà không quan tâm, không biết cái sự việc ấy và thì sẽ không biết cái câu chuyện mà tôi đang kể. Tôi xin điểm qua hai cái chi tiết vừa lớn vừa nhỏ như vậy để quý vị thấy rằng cái truyền thống cấp công là cái truyền thống cố hữu của những nhà lãnh đạo độc tài cộng sản ở Việt Nam. Cái này nó nói lên cái gì? Nó nói lên một cái nền văn hóa xảo trá, độc ác và tàn nhẫn. Tôi xin phép được hỏi anh có ý kiến như thế nào về cái việc thứ nhất, ngày hôm nay Sĩ diện Formosa nhận lỗi bởi vì từ những cuộc tuần hành xuống đường biểu tình đòi biển sạch, đòi chính quyền minh bạch, từ những cái video clip mà người dân, những người đấu tranh họ đã vượt qua nhiều khó khăn nguy hiểm để họ làm những phóng sự tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, tại Thừa Thiên Huế, vân vân, như là những cái video clip của Nguyễn Lân Thắng, của Nguyễn Anh Tuấn, của Trương Minh Tam, và đặc biệt là ngay tại đất nước Việt Nam mà những cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ một cái phóng sự nào để vạch mặt về tội ác của Formosa, đợi cho đến đài truyền hình ở Đài Loan họ vào trong nước họ làm phóng sự. Thì thưa anh, rồi kể cả những cái chuyện đó là những chiếc máy bay bị rớt thì cũng chính ngư dân đã cứu ông phi công Cường, rồi tìm thấy xác của ông phi công Khải, nhưng cộng sản đó vẫn như vậy. Thì cái đội ngũ cứu hộ, đội ngũ điều tra Formosa của cộng sản Việt Nam đã cướp công của những cái người đấu tranh hay là cướp công những ngư dân, thì anh có nhận định như thế nào? À, vâng, đúng đấy anh. Ta quay về với những cái câu chuyện trong hiện tại đang còn gây bức xúc trong dư luận của nhân dân ở trong quốc nội, và tôi nghĩ rằng nó cũng gây bức xúc với cái đồng bào Việt hải ngoại. Thế thì khi mà vụ Formosa xảy ra, người dân phát hiện ra những hàng tấn cá, rồi hàng chục tấn cá, và tiếp đến là hàng trăm tấn cá chết và lan rộng ra toàn bộ 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam, thì những thông tin đầu tiên là những người dân ở vùng ấy đưa lên, và chính quyền cộng sản thậm chí là trong thời gian nóng như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thăm Formosa và hoàn toàn không có đề cập gì đến vụ cá chết. Chính quyền cộng sản lệnh cho cơ quan truyền thông của họ không nói gì đến Formosa, chỉ có truyền thông của lề dân, những anh em blogger, những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ môi trường đã dặm sông pha vào nơi rất nguy hiểm để đưa tin và làm những cái phóng sự mà như anh vừa kể. Họ bất chấp nguy hiểm. Tại sao? Lúc ấy chính quyền cộng sản nó ngăn cấm những người lạ vào vùng ấy, bởi vì chủ trương của nó là bưng bít. Thế còn cái mục tiêu tại sao bưng bít thông tin thì ta sẽ nói sau. Nhưng tại thời điểm ấy, ta cứ tạm coi là chúng ta chưa biết gì. Chúng ta chỉ thấy hiện tượng là chính quyền cộng sản nó ngăn cấm người lạ, nó ngăn cản thông tin, và anh chị em chúng ta đã phải xông pha vào nơi cực kỳ nguy hiểm như vậy để đưa tin cho cộng đồng, đầu tiên là cộng đồng mạng xã hội biết, sau đó là toàn dân, nhân dân Việt Nam trong quốc nội cũng như hải ngoại biết. Nhiều người đã bị đánh đập, bị bắt giam, ví dụ như anh Trương Minh Tam bị bắt giam 6 ngày. Có anh Tuấn là vào trong nhà thờ ở
và làm được một vài phóng sự, hỏi han được một vài người dân, và phải nằm im trong nhà thờ cho đến tận những ngày gần đây mới ra thoát. Thì cái điều này nó liên quan đến cái mà vâng tôi với anh Nghê Lữ vừa trao đổi, là tại sao chính quyền cộng sản nó bưng bít thông tin như vậy, tại sao vụ cá chết mà gần 3 tháng nó mới đưa thông tin ra và nó mới công bố là cá chết. Bởi vì tôi nghĩ rằng nó có phần ăn chia với cái công ty Formosa. Nó phải ăn chia với thằng Formosa từ ngày nó ký cho Formosa mở dự án ở Việt Nam với thời hạn là những 70 năm và với một cái khoản tiền thuê đất là quá nhỏ so với mặt bằng mà người dân địa phương ở đấy người ta cũng nhận ra, người ta cũng so sánh được, chứ không phải nói với